Bà Rịa Vũng Tàu đình chỉ công tác 6 cán bộ trong vụ án nhận hối lộ. Bắt giữ đối tượng dẫn theo chó săn, đi trộm nhiên liệu ở Đắk Lắk. Cảnh sát bất ngờ đột kích quán karaoke nổi tiếng tại Thanh Hóa. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10, Công an huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã bắt nghi can Phan Anh Huy sinh năm 1985 để điều tra về hành vi trộm nhiên liệu của các phương tiện thi công cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn xã Cư Sang, huyện M'Đrắk. Cụ thể, 6 nhân viên bị đình chỉ công tác là bà Huỳnh Thị Huy Trân, tổ trưởng nhận hối lộ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Các nhân viên là ông Nguyễn Ngọc Thanh Minh, bà Lê Thị Kim Vàng, bà Hoàng Thị Thuận, bà Trần Thị Kim Minh, bà Nguyễn Thùy Phương Linh. Trước đó, trong tháng 8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa là bà Phạm Thị Kim Loan sinh năm 1983 về tội môi giới hối lộ trong chuyên án do Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác lập. Trong chuyên án này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố, bắt giam một số đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, đưa và môi giới hối lộ. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Ngọc Cẩm Tuấn cho biết, trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 10, ông đã ký các quyết định đình chỉ công tác đối với 6 nhân viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa. Trong đó, 5 người vào ngày 2 tháng 10 và 1 người vào ngày 3 tháng 10. Thời gian đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày ký. Cũng theo ông Tuấn, lý do đình chỉ công tác là do những người này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can về tội nhận hối lộ. Theo phản ánh của nhiều đơn vị thi công cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, thời gian qua các phương tiện thi công cao tốc để qua đêm trên công trường liên tục bị kẻ gian hút trộm xăng dầu, nghi ngờ có kẻ xấu đột nhập lấy trộm, đội xe máy, thiết bị thi công đã bí mật lắp camera theo dõi. Kết quả cho thấy những ngày cuối tháng 9 năm 2024, khoảng thời gian từ 23 giờ khuya đến rạng sáng hôm sau, camera đã ghi nhận có một người đàn ông dẫn theo chó săn liên tục tiếp cận xe máy múc để hút dầu. Sau khi hút đủ 2 can, mỗi can khoảng 30 lít thì nhanh chóng rời đi. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện M'Đrắk đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm và bắt giữ đối tượng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoàng Hóa, Công an xã Hoàng Ngọc bất ngờ đột kích quán karaoke massage G7 nằm ở thôn 1 xã Hoàng Ngọc để làm rõ những nghi vấn về vi phạm trong hoạt động dịch vụ của cơ sở này. Sau khi công an đột kích lấy lời khai của nhiều đối tượng, nhiều thanh niên nam nữ đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ nghi vấn liên quan tới việc sử dụng trái phép chất kích thích. Được biết, quán karaoke massage G7 mới được đưa vào hoạt động một thời gian. Quán hát này khá nổi tiếng không chỉ ở huyện Hoàng Hóa mà ở xứ Thanh, bởi dịch vụ hát karaoke tại đây luôn có các cô gái ăn mặc khá mát mẻ. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh trật tự địa phương của video pháp luật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.